Âu Việt và Thu Trang xin kính chào quý vị khán giả đã đến với TV Shopping, chương trình mua sắm trên truyền hình mới nhất của kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, những câu chuyện nhà bếp luôn là đề tài nóng bỏng đối với các bà nội trợ. Ngày hôm nay, Thu Trang và Âu Việt sẽ giới thiệu tới quý vị một sản phẩm được coi là bảo bối thần kỳ, giúp biến hóa các loại hạt thành những món sữa, món cháo vô cùng dinh dưỡng chỉ trong tích tắc. Vâng thưa quý vị, đó chính là sản phẩm máy làm sữa hạt Seca đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Ivera. Sản phẩm này vừa mang lại hiệu quả dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình, lại vừa tiết kiệm thời gian, công sức nấu nướng, nên nó được coi là một xu hướng mới đối với đa số các bà nội trợ, thưa quý vị. Với công nghệ đến từ Đức, sản phẩm này đang là máy làm sữa hạt số 1 trên thị trường về dòng máy xay và nấu kết hợp. Máy làm sữa hạt Seca đã chiếm trọn sự tin tưởng của những người phụ nữ bằng khả năng hô biến các chất dinh dưỡng có trong nhiều loại hạt thành những ly sữa, ly cháo vô cùng thơm ngon, đặc biệt là chất năng xay cực mịn mà không cần lọc lại. Và chiếc máy làm sữa hạt Seca này có vỏ được làm từ nhựa tổng hợp và cao su rất an toàn, kiểu dáng gọn nhẹ, màu sắc thì vô cùng sang trọng, làm đẹp căn bếp của gia đình bạn. Loại bên trong với 4 lá nghiền bằng thép 304, xoay 360 độ, tốc độ 3.500 vòng một phút, một công suất khá lớn, phá vỡ đến từng tế bào, bảo toàn được dưỡng chất, nên là chiếc máy này phù hợp để làm những món như sữa đậu nành này, sữa ốc chó, sữa mè đen, cháo hay là kể cả là xay sinh tố cũng rất ngon thưa quý vị. Dạ vâng, máy tích hợp đầy đủ các chức năng xay, nấu, làm sinh tố, làm các loại sữa hạt và chỉ cần chờ 20 phút là chúng ta đã có những ly sữa hạt đầy dinh dưỡng, thơm ngon cho cả gia đình rồi. Và như Thu Trang được biết thì chiếc máy này còn có chức năng tự động rửa, làm sạch bên trong chỉ bằng một nút ấn thôi đấy anh Âu Việt ạ. Thêm nữa, ở chiếc máy làm sữa hạt Seca này còn sở hữu chế độ tự ngắt sau khi hoàn thành. Tất cả các bước chúng ta cần làm là đổ vào một cốc đong hạt như ý mình mong muốn, thêm nước theo định mức sẵn có trong máy. Nhấn nút theo yêu cầu nấu và chờ đúng 20 phút là có thể thưởng thức ngay rồi. Và chế độ tự ngắt thông minh này còn giúp các bạn không còn lo bỏ quên quá lửa, dẫn đến cháy, khét thực phẩm như các phương thức khác nữa. Đặc biệt máy có thiết kế thêm thanh chống tràn, một công cụ rất hiện đại giúp các chị, các mẹ sử dụng an toàn tuyệt đối. Thật là tuyệt vời phải không thưa quý vị? Chắc hẳn khi mà nghe đến thông tin mà anh Âu Việt vừa mới chia sẻ thì chúng ta ai cũng nóng lòng muốn sở hữu chiếc máy làm sữa hạt Seca này cho căn bếp của mình. Máy làm sữa hạt Seca có màu sắc trắng bạc rất hiện đại và dung tích lên tới 1,8 lít, gọn nhẹ, phù hợp cho mọi không gian phòng bếp của chúng ta. Đặc biệt, chỉ trong chương trình TV Shopping ngày hôm nay, quý vị sẽ được mua sản phẩm máy làm sữa hạt Seca với ưu đãi 35%, còn 1.950.000 đồng. Ngoài ra còn được tặng kèm theo công thức làm 30 loại sữa hạt tốt nhất hiện nay. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đặt mua ngay thưa quý vị. Quý vị khán giả hãy nhanh tay truy cập vào website ckvn.com hoặc hotline 0832 713 555. Thông tin cũng như địa chỉ mua hàng của sản phẩm luôn được chúng tôi cập nhật tới quý vị được hiển thị ngay dưới màn hình. Còn chần chừ gì mà không đặt hàng đúng không thưa quý vị? Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin hữu ích liên quan đến máy làm sữa hạt Seca. Ngoài ra còn có rất nhiều những thông tin bổ ích và hấp dẫn khác sẽ có trong chương trình TV Shopping sắp tới đây. Đừng quên gặp lại chúng tôi vào khung giờ quen thuộc của TV Shopping lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên kênh VTC6 các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.